đâu chỗ nào phải đi kiểm tra đi xem cho nó an toàn nè. Mon ơi, Mon ở nhà nhá, ở nhà con của Vi nhá. Nhà bé Mon à? Sao vậy? Mon đòi mẹ. Đưa mẹ đưa 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 con đi chuẩn bị đồ để đi nhá. Vi bị đau chân hả? Đi khám cho nhanh khỏi nhá. Nào, Mon đi qua chị Trang bé nào. Trang bé nhá, ở nhà ngoan đi, ăn một xíu rồi. Nhá, xíu rồi chị cùng mẹ đưa chị của Vi đi rồi một xíu chứ. Cô Vi về với em mà nhá. Đi chơi với chị Trang một xíu, người đợi mẹ với chị Kobe về nhá. Mẹ với chị Kobe đi khám bệnh một xíu rồi là về nhá. Ngồi đi chơi với Trang ngoan nhá. Em ơi, có cái gì á? A few moments later. Để chị gọi chị trên kia xuống giữ cái tay nó cho chắc được. Chị ngoan nhé. Mẹ đỡ nha. Đây là cái tay để chị cầm đó. Em quay đi đừng cho nó nhìn thấy. Nhiều con nó nhìn thấy phim nó sợ. Dạ. Mẹ ôm nhé, mẹ ôm. Cái tay nhà em để lên trên chỗ này nè. Đó, đúng rồi. Cái này cũng hơi khó đấy, nhưng mình cầm được rồi luôn. Rồi, ngoan nhé, cố gắng lên nhá. Không sao, không sao, mẹ đây. Không sao, không sao, không sao, một tí thôi. Kiểm tra cho chắc nha. Xong rồi. Đỡ ha, thầy hỏi biết giỏi quá mà. Ngoan quá mà. Nha. Yeah.
không nào, không nào, không nào. Không sao nhé. Con của em theo kết quả xét nghiệm máu á, nó hơi viêm nhẹ em nha. Yeah. Nó có viêm khớp hoặc là viêm cơ rồi đó. Yeah. Giờ cái này thì phải chích thuốc. Yeah, yeah. Bạch cầu của nó đang là 23.9 này. Yeah. Bạch cầu bình thường của khỉ cao nhất là 15.8, con của em là 23.9 là nó cao hơn một xíu, nói chung là nó hơi viêm một xíu thôi. Yeah. Còn máu đồ này kia thì bình thường, đổ máu không sao hết. Yeah, yeah. Vậy cái này thì phải chích thuốc rồi. Yeah. Chắc khoảng 3 ngày đó. Yeah. Mình may mình chơi cho anh. Tầm 3 ký rưỡi chị ạ, em mới công để may đồ đây. À, rồi. Sắp về rồi nhá, ở ngoài đây lạnh lắm, gió bây giờ đi vô trong đây với chị Trang nhá, nghe gió là ốm ạ. Thời gian nhé, được không?
Khi nào khỏe hẳn rồi mình ra đi chiều cây chơi nha, không không đi chiều bông tung nữa. Mình ơi, con ăn gì mà nhai đấy? Trái cây này. Đây. Con ngồi đây con ăn trái cây xong rồi á, mẹ lấy trái cây cho con ăn xong rồi mẹ vô mẹ bóp vào cho chị Kobe nha. Chị Kobe bị đau chân á, hôm qua chị Kobe đi khám bệnh á, con biết không? Nào mẹ lấy cho con nè. Đây. Ngon không? Ngon không? Con tự cầm ăn đi. Con để mẹ cầm á. Nào cầm ăn nè. Thích mẹ cầm á. Ừ. Nào con tự cầm đi, tự cầm ăn nhé. Mẹ đi lấy dầu mẹ vuông mẹ bôi cho chị Kobe nè. Này, cái này không ngọt bỏ ra đi. Mẹ lấy cái ngọt cho. Nào bỏ ra đi. Đấy con cửa cầm nha. Mẹ đi vô mẹ bôi dầu cho chị Kobe tí. Mẹ ra mẹ chơi với con nhé. Nhá. Mẹ yêu nha. Ngồi đi ăn ngoan nha. Ngoan nha, mẹ bóp nhẹ nhàng nha, cho con đỡ đau nha. Không sao, hôm qua mình tiêm thuốc rồi, mẹ cũng gọi người tới tiêm thuốc cho con rồi. Một vài hôm là đỡ thôi, mình chỉ bị nhẹ thôi nha. Có thể là do con vận động mạnh quá nên nó bị đau á. À, đau hả, mẹ xem nào. À, hôm nay hãy mẹ pha thêm dầu nha. Thơm á. Có đỡ đau không? Ủa, đây đây mẹ không mẹ không? Còn đau không? Chiều mẹ hái nước lá mẹ ngâm chân cho con nhé. Mẹ hái lá ngâm nhé. Ngâm cho con khỏe nhé. Đau không con? Ừ. Không sao, chỉ hơi hơi bị nhẹ nhẹ một xíu thôi, không sao nhỉ?
bôi dầu tí là khỏi nha. Rồi bây giờ mẹ cho con nằm ngủ nhé, mẹ luôn cho con ngủ nhé, được không? Ừ, được không? Ừ, thương nhé. Rồi bây giờ lên đây, bây giờ lên đây, bên mẹ ôm, mẹ ôm, ôm mẹ ôm, chỗ mẹ cho con ngủ nhé. Nè bây giờ nằm đây với mẹ nè. À, con làm thế này. Này, làm này, làm này, mẹ đâu rồi? Thôi, nhộn nhộn, biết chưa, chưa, chưa. Nhộn, 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 nhộn nha, nhộn, nhộn nha. Rồi, đi ngủ ra, đi ngủ nè. Tôi chết mắm, mẹ để mắm ngoài kia. Mẹ nằm đây đợi mẹ nữa nha, mẹ ra mẹ ăn mon nhá. Biết nãy giờ mon ngoài đây có đợi mẹ, nó có buồn không biết nữa. Mẹ nằm đây đợi mẹ xíu nhá. Mẹ ra mẹ ăn mon đã. Nằm bên đây đi, nằm bên đây. Ơi, mẹ xin lỗi nha. Ôi, con có buồn mẹ không? Ừ. Mẹ dỗ chị Kobe thế là mẹ ngủ quên mất. Mẹ xin lỗi nhé. Nhưng mẹ cho con vô với Kobe nhé. Con ở đây có phiền con có buồn không? Ừ.
Em có buồn không? Dạ em đi cho chị Kobe nhé. Xin lỗi em nhé. Nhá, chị thương em mà. Nhá, đi nè. Bye. Mình là nhận mẹ ra nhé. Mẹ thương nhé. Mình không chơi với chị Kobe được, mong có buồn không? Mấy hôm nay chị Kobe khỏi rồi chị Kobe chơi với con nhé. Nằm đây hai chị em nằm đây chơi thôi, không được chạy nhảy lung tung được kiểu đau chân đó nha. Nào đấy, chị Kobe cũng nhớ em á nha. Con nhớ em không? Con thương em không? Rồi bây giờ hai chị em nằm đây nhé, nằm đây mình chơi với nhau thôi, không được chạy nhảy lung tung nhé, để mẹ đi nấu cơm ăn nhé, nhé được không? Rồi nằm ôm em đi con. Này nấu nước xong rồi mình ngâm chân, mình xông chân cho chị Kobe nha, rất là tốt luôn á. Bữa con ốm mẹ cũng xông cho con á. Chị Kobe chỉ bị nhẹ thôi nhưng mà mình cũng phải chăm sóc cho kỹ để cho chị còn khỏe, chị vui chơi nha. Đây thơm lắm, lá này thơm lắm, lá hương nhu này. Giờ mon ngồi đây mon chơi đi, đi mẹ cắt đi, cắt thêm một ít lá ha. Đây lại trước nữa. Ít chứ, tí rồi. Con ngồi đây chơi hay đi với mẹ? Nào ngồi đây cho con chơi lá này. Nào ngồi xuống đây.
mẹ xong rồi đây này. Đây này. Rồi bây giờ mình qua mình rửa nha, mình rửa là mình mang qua nhà mình nấu nước cho chị Cô Vi nha. Đi con, để cái liền mình ở đây cho bà nội này. Món ăn cam không? Ngồi đâu? Cam ngồi đâu? Mình đợi tí nữa chị Cô Vi uống cùng với con nha, cho vui nha. Tí nữa mẹ nói với Cô Vi là con phụ mẹ làm nhé. Mọi người đây đợi mẹ một xíu nhé, mẹ đi lấy cái thau mẹ pha nước cho chị Cô Vi nhé, đừng làm đổ nước cam cho con nhé. Chị Cô Vi sẽ ngâm một nồi không một lần xong rồi cái nồi này mình để lại chiều cho chị ngâm một lần nữa là được. Đây, bác khói đi, cảm ơn bác khói nhé. Đây này, bên này, bác khói đi, qua đây.
mà nó khói không? Thôi được rồi đó. Đúng rồi, mang ra đây, mang ra đây cho chị Kobe nè. Mẹ với mon mới đi hái lá về nấu nước cho con á. Con còn đau không? Chắc đỡ rồi nhờ, hôm nay chắc đỡ rồi đó. Mẹ nấu nước cho con ngâm chân đấy. Nè, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ảm ấy, Ảm ấy, Ảm ấy, mon đang tìm con kìa. Nhí, mon kìa. Bây giờ mình ra đây mình ngâm chân nhé. Đi. Đây, chị Kobe ra rồi đây. Chị Kobe ra rồi đây, mừng không? Rồi, bây giờ chị Kobe ngồi đây, chị Kobe ngâm chân nha. Nha. Ngoan rồi, ngoan rồi, mau khỏi đi chơi với em nhé. Nào, ngồi đây. Bi ơi, nóng con. Được rồi, nước mẹ pha được rồi đó. Bây giờ mẹ con xịt để cho con ngâm chân nhé. Chân đưa chân đây. Rồi. Ấm nhờ. Rồi, đưa chân này đây. Đúng rồi, bây giờ con ngồi để con ngâm nha. Chân xuống nhé, con phải bỏ chân xuống con ngâm nhé, ngâm cho nó ấm cái gì mới tốt chứ. Mọi người yên nào, mọi người cao lên nào, mọi người cao cái ướt nha. Đấy, chứ chị có bên ngoan không, mọi người yên đây. Mình massage chân cho chị có bên này. Massage nha, massage bàn chân nha. Dưới này coi có thoải mái không? Đã nhờ, nước ấm ấm mình ngâm thế này đã nhờ. Một hai hôm nữa là cô bị khỏi hẳn luôn á. Nên con đi lại thoải mái chưa? Hai chị em hôm nay không được nghịch với nhau buồn nhờ. Ráng mấy hôm nữa nhé. Nhá, thương nhá. Thôi, mon qua mon sang đây với chị mà. Với mẹ nè. Bỏ chân xuống, con bỏ chân xuống đi, bỏ đi, bỏ đi. À, con ngồi đây con ngâm đi nhá, mẹ đi lấy nước cam cho hai chị em uống nha. Sẵn rồi để mẹ đi lấy nước cam, mang đi đây nè, đi đây lấy nước cam với cho chị uống nè. Con ngồi đợi, ngồi ngâm chân đi nhé. Nào, ngồi yên đó đi. Bên này là của Mon nè, bên này của chị Kobe nha. Đi qua mình ẵm thì Kobe đi nè. Con lấy được không? Con cầm đi. Cầm đi. Đi qua, đi qua uống với chị Kobe nha. Đi. Đi sang đây, đi sang đây. Hai bình nước cam ngon nhé. Bây giờ mẹ lại mẹ ẵm chị Kobe đã nhé. Ngồi đây đợi mẹ xíu nè. Hai chị em ngồi đúng này. Em mình xem nào.
Được rồi đó. Thật ra là cô Bi chỉ bị nhẹ nhẹ thôi, chỉ hơi gọi là hơi bị viêm nhẹ thôi, nhưng mà mẹ cẩn thận, mẹ chăm kỹ một tí nha. Mình ráng một tí nha, nhưng mà sau này mình khỏe được chưa? Tại chắc là con vận động mạnh nên là hơi bị viêm cơ một tí nha. Rồi con ngồi đây. Rồi mới ngồi đây. Đấy đúng rồi, hai chị em bê nhau uống đi nha. Ngon không con? Ừ. Thích uống nước cam không? Mang phụ giúp mẹ làm á, con cùng làm với mẹ á. Mang giỏi nha. Chị ơi, ra đây chơi với mẹ này. Chị ơi. Sugi ơi. Mẹ ngoài đây này. Đây này. Mẹ đây này. À bên này, con ra chơi với chị Kobe với Mon này. À Mon uống nước cam á. Tí nữa mẹ cũng pha nước cam cho con nha. Chị Kobe đâu cho nên mẹ pha nước cam cho chị Kobe á. Con hỏi chị Kobe đâu không? À Mon. À Mon uống sữa không phải sữa đâu. Nước cam đấy. Bi nữa, chị Bi nữa. Bi ơi. À, hỏi Bi cần đau chân không? Thưa chị ơi, chị Bi đau chân nhà, con xoa cho chị Bi chi? Đúng rồi. Đúng rồi, chị Bi một cái, đúng rồi. Bi. Ừ, hôn Bi nhé, giỏi. Mẹ massage nhé, massage khớp nhé. Mẹ thay dầu nữa, nào chân này. Đau không? Đâu có đau gì đâu nhỉ? Rồi, mẹ thoa dầu nè. Thích quá nhà, nằm im à, ngồi im à. Đang bắt cái gì hả? Tiền này.
Đâu ra con mua tiết kiệm mẹ cho con đi học. À, anh mình giỏi quá. Anh mình sao con lại chọn mua nho? Tại vì con với cô Bi với Mora cũng biết ăn nho. Dạ hả? Rồi bây giờ con lấy cho Mon với cô Bi mỗi người một quả đi. Con cho Mon chút. Cô Bi ăn cho được cô Bi. Đúng rồi, con ăn đi, con cũng ăn đi. Nhòn quá nhỉ. Ăn mà. Mẹ cảm ơn nhé. Đi ngồi đây con, đi ngồi đây. Để cho Bi nha. Mon làm đứng rồi, con nhặt cho em đi con. Ăn ngon lắm Mon. Ngon lắm cô Bi. Mon lên nhặt cho Mon nè. Rồi để mẹ ăn nha. Rồi bây giờ mọi người ngồi lại cẩn thận nè. Rồi ok như thế này đi. Để mẹ lấy cho Mon nè. Để bắt cho Mon nha. Mình con cứ ăn đi nhé, để mẹ chăm em cho nhé. Dạ. Mà con giỏi lắm, mẹ cảm ơn con nhiều nhé. Dạ. Ngon không? Ngon không Bi, mẹ cho con này. Cẩn thận cái chân nha. Hơi chua đúng không mẹ? Hơi chua, mẹ chưa ăn thử nữa nên mẹ ăn thử một quả em nào. Ngon mà. Con thấy hơi chua.
bên đây con lấy cho em một quả, cô Bi một quả thử đi con. Đó, con không ăn nữa hả? Ăn cho cô Bi được. Mày không ăn nữa rồi. Con ăn nữa. Anh không. Anh Bình đi chở con đi mua hả? Hả? À. Giỏi người ta, hai anh em giỏi người ta. Yêu nào? Nhà, cô Bi thương nha. Mua ít đồ này, bây giờ con ngồi đây con chơi trong này cho mát nhé, để mẹ đi lại đi, mẹ xắt đồ ra rồi mẹ nấu cơm, mẹ cắm vào cơm rồi mẹ gọi chị Cô Bi dạy chơi với con nhé, được không? Hả? Đây này, đây là thịt này, thịt cái tôm bẩn này, nè, con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi chơi bẩn này, đi nha, nha, mẹ rửa đồ đã, ngồi đây, mẹ đi nấu cơm này. Đi con ngồi đây đi, ngồi xuống đây. Nào, mang nè. Ngon nè, mang nè, mẹ thương nhé. Ngồi đây. Mẹ nấu cơm rồi mẹ gọi chị Cô Bi dạy cho với con nha.
Mẹ khỏe rồi nhà. Mình ra mình chơi với em thôi nhà. Mấy hôm nay em không, con em không chơi với con được, em buồn quá trời luôn. Mẹ massage cho em thêm một lúc nữa nha. Hết đau chưa? Nào mà yên đây. Nào, duỗi hai chân ra, duỗi hai chân ra. Đây, đây, không có cắn chân nha. Con có cái tật hay cắn chân á nên là nó hay bị đau như thế á. Con đừng có cắn chân con nha. Chân của mình mà, mình phải yêu thương chứ.
ăn chung chung của mẹ như thế này. Ôi, à, cái vết gặm thế này là chỉ có mon thôi. Mon hư nhờ. Mon ăn chung chung của mẹ rồi Bi này, bữa nay mon hư quá này. Nhưng mà đây cũng đang còn nhiều, không sao, Bi không phải lo nhá. Bây giờ hai mẹ con mình đi tìm mon xem. Mon, trời ơi, mon ăn một quả này, hai quả này, ba quả, bốn quả. Trời ơi, mon ăn năm quả. Mon ăn nhiều thế, còn một quả dở quá, ăn không hết nữa này. Mon hư thế nhờ. Bây giờ mình đi tìm mon nhá. Đi nào. Con gọi mon đi. Mon, mon ơi, mon ơi, trốn đi đâu rồi? Mon, con gọi mon đi. Trốn đi đâu? Đi đâu rồi? Đây rồi. Vừa mới ăn trộm của mẹ đúng không? Mẹ xem nào. Ăn trộm chung chung của mẹ ăn no rồi đúng không? Mon đâu? Chui ra cái bụng này. Ôi dồi ôi, cái bụng to thế này này. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Mon ơi, sao con không đợi mẹ với chị Cô Bi mà con ăn trước vậy? Ăn trộm như thế lắm. Hả? Sao? Con đói bụng hả? Mẹ bảo đợi mẹ xíu mẹ ra liền mà. Thế mà đã ăn trộm của mẹ. Thế bây giờ ngồi đây với chị Cô Bi, mẹ lại lấy chung chung ăn nhé. Mon ăn nữa không? Hử? Nè, ngồi đây với chị Bi nè, mẹ lại lấy chung chung hai chị em ăn nè. Nè, Bi ngồi đây với em đi con. Nè, Bi ngồi đây ôm em đi. Cho Bi ăn đi, ăn đi con. Bi ăn đi, mon ăn nữa không? Hử? Mon ăn nữa không? Này cho Bi này, Bi cho Bi một quả chín này. Đúng rồi, ăn đi. Mày lấy cho Mon nữa nha. Nè. Bi ăn đi con. Này cho con này. Đấy, Mon ăn đi. Mon ngồi đây ăn với chị Bi này. Bi ăn từ từ thôi con. Ngon hả? Ngọt lắm hả? Trong trong này chân trong Thái ngon lắm. Bi nha, Bi ăn như thế quả to lắm. Món ăn đi, mẹ bóc cho chị Bi mà. Đây Bi này. Mình cho Mon này. Đấy. Mon bữa sau không được ăn trộm của mẹ nữa nhé Mon nhé. Đây mẹ cho Bi, cho chị Bi. Này con ăn đi, của con đây này. Con cũng muốn mẹ bóc.